Trong 8B, những tình huống highlight ít xuất hiện hơn hẳn các nội dung khác bởi lý do thuần về cách chơi. Nhưng vẫn có những tình huống chúng ta có thể thấy được kỹ năng và tư duy của những vận động viên đỉnh cao vượt trội người thường. Gu Kulin và Alex Barkolayan đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới và đang giằng co nhau từng điểm số một. Tuy nhiên, chỉ một tình huống làm tốt đã giúp cho Gu Kulin mở ra chiến thắng. Cú phá bi của Alex là không tốt, nhưng hình bi mà Gu Kulin tiếp nhận là cực kỳ khó khăn. Còn bị cái bị dính vào bi sọc để ăn bất kỳ bi nào là không dễ. Hơn nữa, nếu ăn bi sọc thì cũng chẳng dễ gì để dọn bàn. Thế mà cầu thủ sinh năm 1995 tại Đài Bắc Trung Hoa đã tạo ra một quyết định bất ngờ và đầy táo bạo. Thay vì đánh vào bi số 14, Gu Kulin chọn đánh vào bi số 11. Để làm vậy, anh phải A băng và mục tiêu chính là đưa con bi trơn số 4 xuống lỗ. Trong 8 bi, khi chưa xác định bạn sẽ đánh bi sọc hay bi trơn, các cầu thủ được quyền chạm cả 15 bi trên bàn. Gu Kulin đã tận dụng tốt điều này để đưa cái chạm 11, nhưng lại ăn bi số 4 thành công. Chính điều đó đã giúp anh mở ra hình bi để ăn hết bi trơn rồi bi số 8 ở ván này, trước khi thắng thông 7 ván liên tiếp để ngược dòng, giành vé vào tứ kết. Gu Kulin là cầu thủ số 1 châu Á, số 3 thế giới trên bảng xếp hạng WPA. Anh là một trong số hiếm hoi các vận động viên trẻ đã đạt đẳng cấp thế giới, đang trên đường tạo nên những thành tích đáng nể. Gu Kulin từng vào bán kết giải vô địch thế giới 9B 2013, bán kết vô địch 8B thế giới 2014, bán kết China Open, chung kết đồng đội thế giới. Dù chưa giành chức vô địch lớn nào, việc cầu thủ sinh năm 1995 liên tục tiến sâu ở các giải đấu lớn cho thấy đẳng cấp của anh. Đối thủ của Gu Kulin là Alex Barkolayan, cầu thủ đến từ Canada nhưng xuất thân từ Philippines. Alex Barkolayan đã quá nổi tiếng trong làng Billard Mỹ và thế giới. Ông từng giành chức vô địch US Open năm 2006, vô địch thế giới năm 2004, 3 tấm huy chương vàng SEA Games cùng hàng loạt giải thưởng khác. Ở trận này, Gu Kulin là người phá trước nhưng không ăn được bi mục tiêu nào. Alex chọn ăn bi trơn và mọi thứ khá đơn giản. Điểm mấu chốt của hình bi trơn là bi số 4 và Alex đã ăn bi một cách đơn giản để dọn bàn. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ người Canada. Alex phá đưa bi số 3 xuống lỗ ở lượt sau. Tuy nhiên, cầu thủ lớn tuổi lại chọn đánh bi sọc khi các con bi tập trung gần nhau và đều có đường riêng. Anh ăn hết các con bi ở gần nhau và vẫn điều ra má riêng để ăn con bi số 9 một mình một góc. Sau đó anh dễ dàng ăn bi số 8 và nâng tỷ số lên 2-0. Cú phá tiếp theo của Alex lại đưa bi cái xuống lỗ nên cơ hội được trao lại cho Gu Kulin. Anh chọn bi sọc nhưng phải cố gắng gãi hình bi tụ tập ở góc bàn. Cầu thủ sinh năm 1995 làm rất tốt khi ăn được hai bi góc này, đẩy được bi trơn ra để tạo hình bi dễ. Anh sau đó chốt 8 vào lỗ góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Gu Kulin phá không tốt ở ván sau nhưng Alex đánh dư mỏng ở con bi số 10. Sau đó Gu Kulin chọn bi trơn để triển khai. Mấu chốt là phải ăn được bi số 1 và số 2 ở góc khó. Sau khi tỉ mỉ xử lý hai con bi này, cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa phải giải được việc đưa bi số 8 xuống lỗ khi đang bị bao vây bởi các con bi còn lại. Và anh thực hiện rất tốt để có tỷ số 2 điểm. Cầu thủ sinh năm 1995 phá chết bi số 1 rồi sau đó chọn bi sọc để ăn. Anh đánh cộng bi số 9 vào lỗ và mở ra hình khá đẹp. Vận động viên Vu Kulin thi đấu rất chậm, kỹ nhưng vẫn mắc sai lầm ở bi số 11. Alex không mắc sai lầm nào khi ăn hết những con bi của mình ở trên bàn khi hình bi đã trống trơn và tỷ số là 3-2 cho cựu binh này. Alex phá không tốt và đến lượt Gu Kulin dọn bàn. Anh chọn bi trơn và phải toan tính ở bi số 1, 3 đang nằm ở giữa bàn và khó ăn. Anh quyết định đánh 3 cộng 6 ở lỗ góc rồi sau đó ăn luôn 3 và đánh 5 đường ra. Cú đánh rất tốt và Gu Kulin gỡ hòa 3 đều. Vì có tới 15 bi ở trên bàn nên cú phá ở 8 bi rất khó, nếu không sở hữu lực mạnh. Sau Alex, đến lượt Gu Kulin phá không ăn bi nào. Lần này cầu thủ người Canada chọn bi sọc và điều ra những con bi đơn giản. Tỷ số là 4-3 nghiêng về cầu thủ từng đại diện cho Philippines. Alex tiếp tục phá không tốt ở ván sau, hình bi trông cực kỳ khó khăn cho Gu Kulin. Tuy nhiên, vận động viên sinh năm 1995 vẫn có tình huống A bằng để ăn bi trơn rất đẳng cấp. Nhờ phá đánh đó mà Gu Kulin có thể dọn bàn một cách không khó khăn nào. Tỷ số là 4 đều. Có thể nói riêng về phá bi, Gu Kulin đã thể hiện sự vượt trội so với Alex. Sau đó anh đưa bi số 6 xuống lỗ, quyết định chọn bi trơn. Hình bi là không có gì khó khăn và Gu Kulin đã giành một cú break and run tiếp theo, nâng tỷ số lên thành 5-4. Ván sau, Gu Kulin tiếp tục được đánh sau cú phá nhưng anh chọn sute và không thành công. Đó là một quyết định khó hiểu trong 8 bi bởi nếu khó quá thì họ có thể chọn bi sọc thay vì bi trơn. Tuy nhiên rõ ràng là bi sọc ở hình bi này không hề dễ ăn,
nhưng cũng chính Alex chọn Bichon và A Bang ăn hai, nhưng hai lắc lỗ. Cơ hội đến với Wukulin và anh không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 6-4. Cú phá bi tiếp theo của Wukulin tiếp tục có bi rời. Sau đó anh đánh sọc đường xa, đó là một quyết định có nhiều toan tính để dọn hình bi trên bàn. Nhà toan tính tốt, mà cầu thủ sinh năm 95 có cú dọn bàn thứ hai nâng tỷ số lên 7-4. Cú phá bi của Wukulin tiếp tục là rất tốt. Hình bi chân rất đẹp và anh không chần chừ khi lựa chọn. Hình bi này thậm chí không cần điều cái quá tốt nên Wukulin dễ dàng đi chấm dàn lao thứ ba hơn đối thủ từ 4 điểm. Wukulin lại có cú phá tốt nhưng hình bi lại lộn xộn. Sau hồi lâu toan tính, Wukulin ăn bi 6 để thoát cái ra khỏi cái hình nhộn nhoạn rồi ăn các con bi khác. Nhưng bi số 2 đã lắc lỗ. Alex sau đó cũng không thể đưa bi sọc xuống lỗ và ván đấu này bất ngờ trở nên vô cùng căng thẳng. Cả hai cơ thủ liên tục mắc sai lầm và không đưa được bi mục tiêu xuống lỗ khi Alex chỉ còn 8 bi. Mục tiêu của Wukulin lại là thủ bi khiến cho bi 8 không thể ăn được. Alex buộc phải thực hiện trick shot, đưa cái đi 4 bằng để mong ăn 8 nhưng không thành công. Nhờ đó Wukulin lên điểm số hưu ở ván này. Sau một ván tốn rất nhiều năng lượng, Wukulin phá không tốt và nhường cơ hội cho Alex. Tuy nhiên cơ thủ người Canada lại đánh con bi thẳng bằng đi lắc lỗ. Sai lầm cơ này thì chắc chắn phải trả giá. Wukulin điền tên mình vào tứ kết khi ăn nốt những con bi còn lại trên bàn, thắng với tỷ số 14. Ở trận này có thể nhận thấy rõ Wukulin thi đấu có đẳng cấp cao, nằm trong những vận động viên chuyên nghiệp tốt nhất thế giới. Anh có phong cách bình tĩnh, trầm lắng và gần như chỉ thi đấu với bản thân. Trong khi đó, đối thủ của anh là Alex Bakulayan dường như không còn quá quan tâm tới những đấu trường đỉnh cao. Thay vào đó, anh thi đấu vì sự đam mê và yêu thích với bộ môn này, muốn cống hiến những trận đấu hay và dù thắng hay thua vẫn rất vui vẻ.